Các bạn hôm đó tôi nhận được một câu nói rất là hay, câu nói cực kỳ hay, đó là kindness is a sunshine of a social life, nghĩa là cái sự tử tế đó là cái mặt trời mọc đó, là ánh sáng mặt trời đó, của một cái cuộc sống giao tiếp xã hội. Và câu nói này là tôi cực kỳ thích, đặc biệt những câu nói về liên quan tới cái sự tử tế đó các bạn. Mà trước khi tôi giải thích cái câu nói này thì tôi sẽ trò chuyện với các bạn một chút. Là từ 2009 tôi đã áp dụng cái phương pháp là mỗi ngày tôi bắt đầu cái ngày mới của mình bằng cách đọc một cái câu nói hay. Đọc một cái câu nói hay để làm cái gì? Để nó bắt cho tôi là phải suy nghĩ. Trước khi tôi làm bất kể cái chuyện gì, trước khi chạy bộ, trước khi làm bất kể cái gì, sẽ đọc một cái câu nói hay để cho mình suy nghĩ về câu nói đó. Tại sao trong bao nhiêu câu nói nó có thể xảy ra ngẫu nhiên như vậy, thì tại sao cái câu nói này nó lại xuất hiện trong cuộc đời của mình của ngày hôm nay? Nó bắt mình phải suy nghĩ trên cái hành trình mình đã đi, có những cái gì mà mình có thể liên quan đến cái câu nói đó hay không, những bài học nào mà gợi nhắc cho mình về cái đó hay không. Cái thứ hai là một ngày á, nó có bao nhiêu thứ nó sẽ xảy ra mà nó không nằm trong cái dự đoán của tôi, của bạn. Cho nên á, chúng ta rất là dễ bị lạc trôi cảm xúc, rất dễ khó chịu, rất dễ bực bội, rất dễ thế này thế kia, rất dễ ABCD, đúng không? Thì cái câu nói ngẫu nhiên đó nó trở thành cái kim chỉ nam, nó giúp cho tôi định hình lại được cái ngày của mình, định hình lại cái suy nghĩ của mình, định hình lại cái hành trình của mình. Và khi tôi quay ngược lại cái vấn đề nó xảy ra, thì tôi đã có một khoảng thời gian để nó nguội cái suy nghĩ của mình, nguội cái cảm giác mà mình đang có lúc đó, để rồi mình đưa ra những quyết định nó sẽ chín chắn, nó chỉnh chu hơn. Ok, thì bây giờ quay ngược lại câu là kindness is the sunshine of a social life, là cái sự tử tế đó là nó là cái mặt trời mọc, là ánh sáng của cái cuộc sống giao tiếp của xã hội. Các bạn biết không, có rất là nhiều người ấy, đẹp, giỏi, dễ thương, xinh xắn vô cùng, tài năng vô cùng, nhưng cái sự tử tế ấy, nó là một cái gì đó xa xỉ với họ. Có thể họ tử tế khi họ vui, có thể họ tử tế khi họ gặp người họ thích. Đang nói nửa chừng thì có điện thoại cho nên nó bị cắt ngang cái video nãy. Tiếp tục nha. Khi họ không vui thì họ trở thành một con người mà ngạc nhiên vô cùng về cái độ tử tế của họ, cái kindness của họ, là cái vấn đề mà thể hiện cái con người, cái bản chất của họ, từ cái lời nói, cái sự cay nghiệt, cái ánh mắt thế này kia các bạn. Nó khác hoàn toàn, nó biến họ từ cô tấm sang cô cám chuyển sang cô tấm, bao nhiêu cái version, bao nhiêu là cái gọi là diện mạo khác nhau của một cái hình ảnh của một con người như nhau. Thì tôi có một cái lời gợi ý như vậy này: nếu mà có thể tử tế thì hãy chọn làm người tử tế, bất kể lúc nào, bất kể cái hoàn cảnh nào, bất kể cái trường hợp nào, cái cảm xúc nào mà chúng ta đang gặp phải. Bởi vì sự tử tế nó là miễn phí, nó không có tốn kém của bạn, đồng số các bạn nào, nó không tốn kém, nó không có mất bất kể cái điều gì để bạn có thể trở thành một con người tử tế, đúng không? Trừ khi là bạn không muốn làm cái con người đó thôi. Thì hy vọng cái video này nó chạm vào được hành trình của các bạn, hy vọng nó sẽ nhắc cho các bạn biết được là chúng ta là ai trên cuộc đời này, và cái sự tử tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào. Chúng ta có đủ cái dũng khí, cái sự mạnh mẽ để ở bất kể cái trường hợp nào thì mình cũng là cái con người tử tế mà mình chọn hay không. Vậy nha các bạn.